Dạ con chào chú nha. Chú cho con hỏi là chú tên gì chú? Quỳnh Văn Cầm Chú Cầm. Năm nay chú Cầm bao nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi. 65 tuổi. 65. Dạ. Thì con nghe nói là chú có một người con trai rồi bị bệnh đã nhiều năm nay rồi. Là bị bệnh như thế nào chú có thể chia sẻ cho con cũng như là quý vị khán giả được biết không chú? Thì con tôi bệnh 10 năm rồi, Dạ. ở trên 10 năm rồi, có mười mấy năm rồi, 10 năm nó trở lại nó bệnh nặng. Dạ. Anh tên gì vậy chú? Cũng Quỳnh Văn Nhật, là chú nói là anh Nhật là bao nhiêu tuổi rồi chú? 35. 35. Hồi lúc trước là ảnh cũng bình thường. Lúc trước mình cũng bình thường, Dạ. Rồi mới bị là 10 năm nay thôi. mười mấy năm rồi, Mười mấy năm. mười năm là bắt đầu trở lại bệnh nặng. Mới Mà đầu bệnh là gì? anh có triệu chứng gì không chú? Có triệu chứng gì mà gia đình phát hiện lạ? Mất ngủ. Mất ngủ. Con Trước đó. thấy con thấy xiềng xích này là bao lâu rồi vậy chú? Diện Xiềng tích xích này 1 năm rồi. một năm rồi. Ảnh quậy quá hay sao vậy chú? Quậy thả ra thì không dám sợ nó gây nguy hiểm cô bác đã. Con nghe nói là có lần ảnh tự lấy dao ảnh đâm vô bụng ảnh hả chú, rồi phải đi đi bác sĩ. Đi bác sĩ Mỹ Tú mà Trời ơi, đâm đâm sâu không chú? cũng sâu, Tự đâm vậy hả? tự đâm. Lên cơn rồi tự đâm luôn. Trời đất ơi. Đâm vậy là có ảnh có bị sao không chứ? Có Không, đi mai rồi đi mai. 7 ngày qua Mỹ Tú cắt chỉ. Lúc đó anh tự đâm là đâm mấy nhát chứ? Đâm dao một chạy lên tôi giật à. Dạ. Đâm dao đâm ngay bụng. Là tối là anh ngủ ở trên võng này luôn. văn mùng văn mùng cho ngủ, sáng kéo võng rồi cho nằm. Khi quậy quá thì không dám giơ cái giá võng để nằm ngồi dưới đất thôi. Chú có đông con không? Sáu đứa. Sáu sáu đứa con. Sáu đứa. Dạ. Hiện tại là chú ở nhà này với ai? Với bà đó. À. Với thằng này. Có ba người thôi. Bà Nghe. là tai biến rồi ấy nhẹ thì bà này. Bà Ồ. cũng bệnh 5 năm rồi, 4 5 năm rồi. Dạ. Rồi hàng ngày công việc của chú là làm cái gì để mình gia đình mình sinh sống với chú? Mỗi lần thì nó đỡ thì đi hỏi cô bác ba người ta cho đi phụ hộ. Ngày có 200 mà bây giờ đi mà không được, mấy cũng năm 6 7 tháng nay không có đi được. Mà mưa gió nữa. Anh bệnh vậy là anh có hay lên lên cơn không chú? Lên hoài à. Mỗi lần anh lên vậy là anh là 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 nhưng mà như có chỉ chú mới hỏi được nó anh nói chuyện á. Cái này là con thấy xiềng xích anh là lên cơn là anh chạy ra ngoài đường anh quậy phá hay sao chú? Có khi vậy cháu vậy đó rồi nó cũng bay lại nó quánh tôi né được rồi ấy Mỗi lần rồi lên cơn là đánh. đánh giờ đâu ai lại gần được, đâu ai là nó nên tôi chỉ tắm có chú rửa lại gần, cô chú nói tắm ngọt hay là gần được. Cho nó hút điếu thuốc rồi tắm nó được. Cứ xin thuốc miết vậy. Cho hút thuốc rồi tắm rửa là được. Mà nó lạ chỗ này là từ lúc nhỏ là tới mà lúc ảnh đổ bệnh này là bình thường, nhưng mà không biết tại sao là cái bệnh đó nó bùng phát vậy hay chứ nó bị như vậy. Cái hồi đó cũng có đi trên cái gì phân cái gì Biên Hòa. Biên Hòa chẳng khám thì nó mất ngủ, rồi sau này về rồi nó hại bệnh nhiều 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 rồi gia đình không khả năng đi nữa. Vậy cũng như là gia đình mình cũng đưa đưa anh lên trên Biên Tới Hòa. tới Biên Hòa công an huyện đi, tôi cựu chiến binh đó, rồi qua bển nói công an cho mượn xe đi giúp đỡ gia đình tôi mà đi lên chánh khám thì nói là nó mất ngủ rồi bị Nói mất nhẹ. ngủ rồi vậy thôi chứ không có nói ra bệnh gì hết. Không có ra bệnh gì hết. Về ngày qua tháng lợi tôi cũng nghèo lo chị Sóc Trăng. Sóc Trăng với Mỹ Xuyên đi chị hoài cho nó. Rồi đầu phát bệnh lên là cũng như là không có nhớ gì hay sao chú, mà sao phải chối lại là quậy quá mà mấy chú gia đình mình mới chối lại. Không nhớ đâu, lúc nó quậy nó lên cơn rồi nó không nhớ không biết rồi. Còn lúc Không anh tỉnh táo thì bình thường, những nói chuyện là bình thường, không nói ít nói chuyện. nằm tối ngày ăn tới giờ ăn kêu ăn ăn uống sinh hoạt ở trên võng này luôn. Bới cơm lại ăn rồi tôi dẹp. Anh nằm trên võng ở ngoài hiên này là lâu chưa chú, hay là lúc trước qua mới đổ bệnh là quán ở Mới nằm hồi trước bệnh dịch tới giờ cũng gần năm rồi. Nằm đây. Ngồi đi con để ba nói chuyện. Rồi đấy.
do mặt á, đầu hút thuốc hay xin thuốc do mặt nó đó, tao quay phim kìa anh Nhật ơi, kìa do mặt lên kìa, anh hút thuốc không, anh hút thuốc không, kìa kìa cho kìa, anh hút thuốc không, do mặt lên, anh hút thuốc không, phải hút thuốc dòm lên đó con, dòm cho anh ta quay đi, nó mạnh lắm, nó lên cơn rồi, nó mạnh lắm. Rồi chú con thấy là cột dây mà nè, nhỏ như gì nè, rồi có khi mà lên cơn á rồi ảnh có giật đứt không chú? Không. Không hả? Hút thuốc, thuốc đây cho anh chú quay phim. Rồi đưa đây em đốt nha. Đốt được rồi. Rồi. Em nói chuyện với anh chút nha. Kìa nói chuyện kìa. Nói chuyện đi. Hồi sáng giờ anh ăn cơm chưa? Không nói. Thấy người lạ. Dạ, ảnh là bình thường phải hút thuốc thôi chứ. Hồi lúc trước là hút một ngày thôi. Lúc bệnh đó là về tôi truyền thấy con tôi nghiệp mua hút một ngày tới hai gói thì sao lúc này bớt hả chứ? Đâu, hút bớt lại bỏ, không có cho hút. Dạ. Cai thuốc luôn. Cai không hút. Liên tục một ngày tới hai gói luôn hả chú? Ờ. Có khi tôi đi mà không có nhà thì nó yếu ngoài, nó giục tùm lum hết trơn rồi tôi về tôi dẹp. Dọn. Vì đồng tay chú không? Ờ. Tại tôi tên là anh tôi mà nuôi bả chứ à, cô cũng lại bị bệnh tai biến. Ờ, bây giờ phải có mấy chú là tai biến cũng 3-4 năm. Mấy này mới mới hồi bệnh dịch tới giờ cũng 6-7 tháng rồi. Dạ. Mình bệnh nặng nhiều, bây giờ đi hết được rồi. Dạ. Chú cột anh như vậy là con thấy cầm dây xích nó nhỏ, có khi nào mà anh bứt đứt không chú? Có cộng bự nữa, khi bứt đứt thì kêu cô bác là lại tiếp tôi đè xuống. Chứ mình chú cũng cố yếu, chú không làm lại. Nó quánh tôi bể mặt bể mày hoài, xuống công an là con mắt nhờ, nó cưng vậy nè. Dạ. Rồi xuống công an cũng trình bày, mình cũng gõ cửa ta đó. Dạ. Mà mấy ông cũng không giúp được cái gì. Dạ. Chỉ còn ông huyện, ông gài tôi tính đi ông huyện, tôi gõ cửa ông huyện coi ông có giúp đỡ tôi được cái gì. Hay là ông cho đi cai nghiện, thuốc men trị rồi. Hiện tại là chú phải vừa phải lo cho cô, vừa phải lo cho con của chú như vậy nè chú. Đang gặp cái khó khăn gì chú có thể chia sẻ không chú? Cái khó khăn lớn nhất gia đình mình hiện giờ là gì chú? Thì trước nhất tôi cũng nhờ bên hội từ thiện hay cô bác bên ngoài ai kia giúp đỡ, nhà hảo tâm. Dạ. Giúp đỡ cho tôi chừng vài triệu bạc à. Dạ. Xây cái nhà để cho tôi yên tâm kiếm một cô một gạo ăn. Xây cái nhà là xây cái nhà cho anh đó, các, ha. Các cho ở lót đồ đàng hoàng như vậy. Rồi liên lại đi. Liên đi. Thì có bao nhiêu đó hả chứ không có gì. Dạ. Cái mong muốn của chú là muốn cho xây cho anh một cái nhà để cho anh vô trong đó. Nhà hảo tâm cho được nhiều cho với giúp đỡ kiếm cơm gạo ăn. Giờ dạ. Nó khổ và không cơm gạo ăn, không ở nhà nuôi hai người. Ở đây là mình có cái nền nhà thôi chứ đâu có đồng gì hết chú. Không, còn giờ có cái nền nhà. Dạ. Hồi đó tôi có số nghèo. Cái vợ tôi buôn bán để cắt lên nhà thấy rút bây giờ anh cho là sổ nghèo lại à. Chú không nói chính quyền á. Dạ. Anh cho là sổ nghèo, cận nghèo. Tôi, chú hỏi cựu chiến binh, tôi nói gia đình tôi khổ quá thì nhờ bên cựu chiến binh cho cái nhà đại đoàn kết thì để tôi tu bổ, tôi sửa lại, bây giờ nó gãy đòn tay đó. Dạ. Thôi. Nhà chú đang ở là cũng nhà tình thương? Không có, cắt ơn. À, chú tự cắt ơn á hả? Cắt cũng lâu không chú ơi, dưới con thấy cũng còn nền đất không chú? Còn nền đất, rất lâu, bây giờ banh nó rồi, kẹo đồ nó mục hết rồi. Yeah. Không ngập. Chỗ nào thì chắc nó cao, cô đỡ cao. Ngọc. Ở đây thì chú sợ là mưa tạt là chú che thì cái tấm này ra nữa. Rồi che bên đó nữa. Yeah. Hồi 3-4, 5-6 ngày gì phải dội, chùi dội. Để nó thôi, cô bác mà lợi nhà cửa thôi. Mỗi lần mà anh lên cơn nhiều như vậy đó rồi mình làm cách nào cho anh bớt chứ, có thuốc gì uống không chú? Thì lên cơn thì không dám lại gần nó thôi, hồi nó hết. À. Lâu lâu mới bị một lần hay là ngày nào cũng bị chứ? Lâu lâu, 4-5 ngày cũng khi lên cơn, có khi ban đêm cũng la, mỗi lần la sáng đêm, tối ngày, la lúc trước la sáng đêm tối ngày. Dạ. Lúc này hơi giảm là. Dạ. Chứ lúc trước có làm cái chồi nhốt còn sao, mà không chắc. Nhốt rồi nó
nó phá, nó lọt ra, nó chung vô. Dạ. Sợ quá trời, không dám nhốt mà. Dạ. Vậy là con của chú là cũng như là mấy người kia là có gia đình hết rồi. Có cái gia đình, có gia đình hết rồi. Bây giờ có thằng con thứ năm nó gần bên rồi. Dạ. Vợ nó giúp đỡ rồi nấu cơm rồi tiếp tôi vậy. Bây giờ không còn hoàn cảnh gia đình tôi có nợ, hoàn cảnh khổ. Chú lớn tuổi vậy mà chú đi làm, nãy con nghe chú nói chú đi làm thuê làm mướn vậy, chú làm nổi không? Thì cũng lớn nhờ, tuổi rồi. Cũng nhờ cô bác người ta bên mấy thằng công trình đó, nó dạ. thương. À, cho đi làm chuyện nhẹ, nó cho tiền, nó thắng, chú thắng có lợi vậy dạ. nè. Dạ. Không thấy hoàn cảnh gia đình vậy rồi cái nói ổng. À, nói chú thắng là chú thắng là thôi đi làm đi ông Sáu ơi, kiếm cơm gạo ăn tôi cho ra mặt đỡ đỡ đi đấy. Mà cái công việc đó ổn định không chú? Cũng được, cất nhà nó lãnh, nhà nó cất. Còn cậu thì ông ba cũng mới kêu, dạ. kêu ông thấy hoàn cảnh gia đình khổ, ông kêu đi làm để ông cho ngày 200. Dạ. Kiếm cơm gạo ăn chứ giờ. Xin thuốc nữa. Thuốc nữa chứ. Hút liên tục vậy. Hút liên tục vậy đó. Hút đâu qua. Chút nữa cho, nha mới hút. Ngồi đi cho chú quay phim chụp hình kìa đi cải tạo đó thời gian về. Nè. Chịu đi không anh? Đi cải tạo đó con. Thời gian về. Chị yeah, không à? Chú cũng nhờ nhờ hảo tâm đồ giúp đỡ phần nào cái gì chứ. Yeah. Như anh đeo cái phòng di xích cái tay của anh là biết là nó bị lỡ luôn không chú? Mỗi lần đeo lỡ. Lỡ rồi tay này thì đổi tay kia. Còn cờ trống cô bác ta mua cho công bự lắm. Dạ. Yeah. Còn không nha, tiền thấy bự quá sợ nó mình lúc thả nó ra tắm á. Tắm mình phải mở ra rồi nó lấy di xích nó quánh mình đỡ không nổi. À, chú sợ lấy dây thích quánh mình á. Nó nắm dây xích nó quánh mình đỡ không nổi. Dạ. Không dám xiền cầm nhỏ vậy nó quánh mình quơ dính cũng không đến nổi. Mà cầm bự nó quánh chúng mới chết. Dạ. Rồi cũng thuốc quay chứ. Tối vậy cho anh ngủ mình ên chứ chú không có canh hả chú? Có á, vô gà sáng đêm mưa gió rồi dạ. ngủ tới 3 chiếc chiếu rồi. Hai cái mền. Rồi mưa tạt thì bắt đầu mình vậy là tối là kéo cái võng này ra mình kéo võng ra văng mùng đây thì ngủ vậy cái nền ở dưới nó cũng thấp này ướt ở trên ướt ướt mình ra lao chứ giờ hoàn cảnh gia đình quá khổ rồi dạ. sao giờ thì giờ anh bệnh như vậy nữa thì cô chú cũng lớn tuổi nữa. Tôi 65 rồi. Cô đang bị bệnh tai biến. À, bệnh tai biến. Bệnh tai biến. Bệnh tai biến. Còn mình chú đi làm thôi. Ừ. Là anh Nhật là Úc hả chú? Úc. Nhật Úc. Dạ. Úc mà chưa có vợ con gì hết. À. Vậy là 20 mấy tuổi là anh phát bệnh. Còn lúc trước là bình thường hả chú? Nó 35 lúc nó có 21 tuổi phát bệnh rồi. Là lúc còn thời gian trước là ảnh bình thường, khỏe mạnh bình thường. Thời gian trước khỏe mạnh bình thường. À. Lúc cỡ 21 năm nó bệnh. Dạ. 21 tuổi, nó bệnh năm nay mười mấy năm rồi. Trước kia đất cũng là... đâu có gì đâu, chú là chưa không có xiền lại ha. Khôn lắm, hồi trước mới xiền nó 2 năm ngoài nay à. Chứ hồi chưa trước thì cũng cho nó uống thuốc rồi tôi cũng chở Sóc Trăng về bệnh hai cho con đi hoài mà nó quánh quá trời. Chịu không nổi. Chú chở đi là đánh chú luôn. Công an lên bao xe rồi ứng chở tôi ra, nó ra tới ngoài rồi bỏ ngoài cho bệnh viện rồi bắt đầu nằm. Dạ. Nằm đó nó cũng quánh hoài. Trời ơi. Công an đồ, bây giờ tôi báo công an đồ lên thôi, bây giờ nó chở đi rồi ứng cho hai người công an viên đi theo tôi bảo vệ tôi. Đem ra ngoài. Dạ. Năm ngoái rồi chị cũng chị hoài, có hồi dịch bệnh dịch tới giờ không dám chạy đi, bây giờ với nó không dám mở đi rồi. Sao chú? Giờ nặng hay chú? Bây giờ mở đi thì nó quậy dữ lắm, mở đi không dám đem lên xe, không dám mở hết giò cẳng. Tắm thì mở cái giò anh đây tắm mặc cái quần rồi cái mới mở tay bên đó, phá cái này lại. Dạ. Mở bên đó. Sao là... chú không có làm lại anh ha? Ờ. Xin đưa thuốc, nói xin đưa thuốc hoài luôn. Rồi không có hút đâu. Hút để chịu đi cải tạo không? Đi trị bệnh không? Mới hút đây mà. Hả? Nói chuyện với em chút đi, nói chuyện với em. Nói chuyện kìa.
Anh Nhật nhìn đây nè, anh Nhật nhìn đây. Dạ. Nói chuyện nha, chút đi, chút em cho ông thuốc. Dạ, nói chuyện kìa. Không, không nói. Anh bình thường anh ngồi nói chuyện mình vậy vậy. À. Chữ cái nói, chữ chế nó đi ngựa. À, chế nó đi dầu nó. Dạ. Không dám lại gần á, đi xa vậy, mấy nhỏ đi xa nạt một cái chữ. À, không ai dám lại gần hết. Không dám, có nên tôi bị ấy rồi, tôi biết rồi, tôi đỡ chứ nó quánh tôi rồi. Có khi nó quánh cái con mắt xuống công an thương tù vù hoặc cả 7-8 ngày, 9-10 ngày. Quánh muốn quánh là quánh nha chứ không có, bởi chú đâu quánh, có ngờ tới đâu, quánh bất ngờ không à. Gãy hết ba cái ba sườn. Chứ nứt một cây hồi đó qua Mỹ Tú nằm viện. Dạ. Là anh Nhật quánh chú hả? Ờ. Rồi lâu vậy chú, hay là mới đây? Quánh cũng 3 năm trước à. Dạ. Lạnh này sao nó quánh mặt mày sưng thì thôi, có vác tấm ghiền thấy hoài. Đi xuống công an rồi cũng trình đó, công an lên đây cộng tiếp tôi đó. Dẹp cái nhà rồi công an cộng tiếp, chối rồi sợ nó té, bể đầu, bể đồ đó chết á. Dạ. Rồi mấy ông kêu căng 4 vòng dây, chối 4 phòng á. Hai tay hai chân luôn? Dò tay chân lúc nó quậy dữ lắm. Dạ. Ở nằm lăn lóc không bằng quần áo thì sáng đêm tối ngày la lối rồi đó. Dạ. Đó đó. Dẹp hết chân, dạp bên. Rồi để nó nằm đó rồi chối nó vậy rồi. Không có văn luồng văn dĩa trong đêm bắt quạt gió. Dạ. Rồi dưới mình chật nó, lúc đó công an lên tiếp tay tôi nữa. Dạ. Rồi xiền nó 4 cộng. Rồi cái khi mà cái anh Nhật mà tự lấy dao đâm vô bụng đó là cái lúc đó là vuột dây hay như thế nào tự lấy được dao lúc chú? Đó mà chị em nó xuống rồi thấy thả ra thăm đó mình thấy vậy tụi nghiệp thả mà còn dây xích. À. Dây xích còn mà chế nó gọt xài ăn chỗ đó đó. Dạ. Quên để cái dao. Trời đất ơi. Rồi nó lấy nó đâm nó. Cũng hên. Ừ. Không có sao chứ ghê quá. Lúc thả ra bị vợ chị em nó xuống mình thấy tỉnh có tu nhà đó. Tôi là thả em mày ra cho anh đi một chút đi, lại ngồi băng ghế đó đó. Dạ. Cái dao để anh bàn chế nó quên để dao nhỏ. Lấy nó đâm. Tự lấy đâm mình nó luôn. Ừ. Đâm vô tự bụng. Nó đâm mình. Dạ. Giờ thả nó ra thì nguy hiểm lắm. Thấy thì thấy bình thường vậy đó, nhưng mà thả ra thì mình sợ. Phần bỏ chạy hay là đi quánh người ta cũng sợ nó đi tới đâu. Dạ. Không dám thả. Chú cũng đâu có làm lại đâu. Như thì cũng thấy bình thường nhưng mà khi anh lên cơn thì mình cũng không ngờ. Lên cơn rồi không ngờ được. Mình không dám, mạnh dữ lắm. Dạ. Có khi mà lên cơn rồi mình bắt vậy đó rồi mượn cô bác người ta cháu tiếp làm mình tiếp. Ta không dám vô. Ta không dám. À. Không dám. Nói chuyện đi. Biết. Giờ tối là chú nói là anh ngủ ở đâu? Anh ngủ chỗ, đây. Chỗ này luôn. Ngủ ở đây luôn. Trẻ chiếu rồi kéo võng này ra dân mùng. À, dân mùng. Ừ. Cái tâm nguyện của chú là con muốn là mạnh thường quân giúp đỡ cho mình có một cái số tiền để mà xây cái chỗ ở chứ. Xây cái nhà, xây tường đúng không chú? Xây tường để cho anh Dương đó rồi mình có cửa mình đóng ra đi vào đi vào. Rồi nhốt nó. Nhốt nó trong đó. Đất thì mình có rồi đúng không chú? Xây cặp nhà nè. Hay sao chú? Ở đất mình có rồi, chủ yếu là mình định xây là xây ở kế bên nhà này luôn hay mình xây cho xa nhà chút? Chắc xây đó, nó cũng ra ở đây nè, tính này đập đây xây nó đây cũng có thể xây gần đây luôn đây trong nhà cho nó sạch sẽ. Mình lót gạch. Dạ. Nó mua gạch lót cho con rồi đi, nó cũng có người thấy tội quá, mình hoàn cảnh hết khả năng nè. Dạ. Phiền nó vậy thấy tội. Phiền bỏ vô nhà thì mình đóng cửa thì mình không cần phải xiền. Mở nó. Dạ, mở đi ra đi vô được. Mở nó mình nhốt nó đó, đi vòng. Dạ. Vòng đó tới giờ ăn mình đem cho nó ăn. Dạ. Còn nó có quậy quá mình phiền nó lại một giò. Dạ. Vừa cái lỗ quá. Dạ. Mình phiền nó lại một giò. Em đòi hút thuốc hoài vậy chứ. Rồi không cho thôi à. Nói chuyện với chứ mình đi chỗ khác hay nó chuyện với em đi rồi em cho. Nói chuyện đi. Dạ. Yeah. Kìa Nhật, nói chuyện với chú à. Anh tin gì? Anh ơi. Điều anh tin Nhật vậy đó, anh nghe anh biết không? Không nói chuyện gì hết. Chỉ xin đưa thuốc thôi. Xin đưa biết cái đứa thuốc rồi. Không nói chuyện. Con nghe nói là con nãy nghe chị nói có lần ginh nguyên cái võng này gượt người ta luôn. Ờ. Bộ lỡ trước là chối lên võng sao mà ginh cái võng. Vậy nè.
À, là chói còn xích vô võng hả? Nắm cái giá võng. À. Đập trời mình. Ôi trời. Mạnh dữ ha. Không dữ đâu. Mạnh lắm. Dạ. Tôi lại vỗ nó trái nó đồ tôi cũng phải thủ. Thủ này kia nó khi nó giật nó quánh. Bây giờ chú không làm rồi cũng đâu có ai dám làm. Rồi bỏ ảnh ở đây anh đấy. Này cái vệ sinh ở đây thì dơ. Anh chú phải làm. Ờ 3 4 ngày, 4 5 ngày tôi phải chùi. Dùng gông riêu rồi mới dội nước rồi sạch hết xà bông lát để sạch xà bông lại. Dạ. Cái để hôi lắm. Ủa vậy là khi từ khi mà con thấy thắc mắc là từ khi mà phát bệnh mình về mình khám ở Sóc Trăng là người ta nói là anh bị bệnh gì chú? Lúc trước lên trên Biên Hòa là người ta nói là chỉ mất ngủ. Dạ, rồi sau này khi mà phát bệnh tâm thần. Nói tâm thần luôn. Tâm thần. Tâm thần sao cái cho hưởng được lương. À. Lương lãnh cũng 2 năm ngoài nè. Dạ. 10 năm mà sao xác nhiệm rồi tôi đi làm giấy tờ lãnh được 3 năm à. Dạ. 3 năm mới. Tháng mình lãnh được nhiêu? 500. Dạ, 500 ngàn. 502 bây giờ 504 hay gì nó lương lên rồi. Dạ. Rồi lãnh mỗi tháng. Tới tháng chạy tới nhà nó phát được 500 mấy một tháng cái tiền mà ảnh đi bệnh này kia. Tôi mới nhu cầu nhà nước thôi, bây giờ tôi khổ rồi, bây giờ mấy ông cho tôi lãnh lương đi đặng nuôi người bệnh. Dạ. Tháng vài trăm ngàn đặng nuôi hai người bệnh, bây giờ không bằng được rồi đặng mua cơm mua gạo ăn. Cái giờ gia đình khi mà anh bị gì thì anh có đi làm gì không chú? Tôi hả? Dạ, anh Nhật. Đâu Nhật. Đâu có đi làm gì đâu. Có bệnh mười mấy năm nay nó đâu có đi làm. Trước kia là cũng không có đi làm hả chú? Nó khi mà nó tỉnh tỉnh là anh đi chùa. Đi chùa pha thuốc. Ăn cơm trên chùa chiều lội về. À lúc trước là hay đi chùa. Hay đi chùa rồi chiều lội về. Chùa mấy tú qua hoài bánh lúc mà nó mấy năm trước nó mạnh nó qua bánh nó cho bức thuốc nhà chùa rồi nó phơi thuốc ăn cơm mà cái nhà chùa cho tiền đến nó về có 20-30 ngàn 30-40 gì đó cái nó đi xe về. Việc chính của anh Nhật là lúc chưa phát bệnh là anh phụ giúp cũng như sắc thuốc rồi nấu cơm từ thiện ở trong chùa. Hồi đi qua bánh phơi thuốc là quen với mấy ông chùa mấy tú. Qua phơi thuốc, phơi đồ, lội về, chứ không biết nó làm gì. Mà hỏi nó đâu, nó đi chùa, chứ mà thiệt. Đi qua bển này, nó ở bên chùa bển. Nhưng mà bển thì phụ giúp sạch thuốc kia. Phơi thuốc hả? Dạ. Phơi thuốc, rồi bưng vô, bưng ra, rồi người ta thấy nó. Thấy tâm thần, đó, người ta cũng sợ. Hôm nay đi lại nhà chùa người ta cũng sợ lắm. Mà dạng làm phước thì người ta không dám đuổi. Dạ. Chú cũng cố gắng thì nói chung là qua chương trình của tụi con thì tụi con cũng rất là mong nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như là mạnh thường quân trong ngoài nước để chung tay lại cũng giúp đỡ cho chú hoàn thành cái mong muốn của mình ha. Tôi cũng mong muốn gì để bên mạnh thường quân rồi á giúp cho tôi được số tiền 50 triệu gì á mới đủ các cái nhà cho các, con. Dạ, các cái nhà cho anh. Để tháo dây cho anh, đừng có chối anh như vậy. Thấy rảnh gan đặng nuôi là vợ là tai biết nữa. Dạ. Khó quá ngày nuôi hai người tới luôn. Anh chỉ thuộc lòng có một câu dưới thuốc mà léo hơn. Tại vì hiện tại là chỗ anh ở là chỉ mà trước màn hình đó cả nhà. Tối thì kệ chiếu nằm dưới dân cái mùng thôi. Cái này nó rất là ẩm ướt nè. Chứ cái bệnh của anh Nhật là giờ đâu có bác sĩ nữa, không có cách nào trị hả chú? Đi nằm bác sĩ thì lợi người ta còn sợ, bác sĩ sợ nữa. Người ta chỉ nói vậy thôi, chứ không có cái thuốc gì trị hết. Bên công an thì mình có tính gõ cửa nó để gia đình quá khổ, để hỏi mà mấy ông nói một tháng là đóng 5 triệu. Cho anh đi làm tháng đóng 5 triệu, gia đình hết không khả năng. Để nó nhà phải thiền chối gì hoài. Thì cũng gia đình quá khổ. Nhà hảo tâm rồi bên nào giúp đỡ. Gia đình tôi được chút lĩnh tiền để cất cho nó ngôi nhà nó ở cho sạch sẽ, vì thấy quá tội. Anh chỉ ngồi anh nói mình anh thuốc hoài hả chú? Không có nói gì khác hơn nữa. Khi mình đi chỗ khác thì nó nín. Nó không xin. Ừ,
còn gặp mình là phải chỉ xin thuốc cho thuốc đi nữa chú. Ờ, mình đi cái không cho thì nằm ngủ, nằm đó nên trên mười mấy năm, bệnh mười mấy năm thôi, mười mấy năm rồi. Ừ. Lúc chiếc rồi mà xiền xiền giò xiền tay vậy, mà khi mà lên cơn rồi bánh quánh tôi nhào té ạch 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 bay quánh đó.